thì cô chú chị trân trọng và kính mến. Và đúng là trăm hoa đua nở một giờ không bằng một phút đầy chờ tình yêu. Và để cho quý vị không phải chờ lâu hơn nữa quý vị ơi, và quê chúng ta cùng tạm ngừng 6 phút và cùng hướng mắt về cầu hoa cưới và cùng nổ một tràng hoa lớn để chào đón đôi tân lang tân nương chúng ta ngày hôm nay. Thì hôm nay Xuân Hành cũng mang đến những bài phát biểu bằng tiếng Thái. Xin mời quý tập nghe. Xin là chúc bà mẹ bị nào em nọ. Sang bọn nó tăng phố, tăng già, tăng tà, tăng nai có. Tén mơ nhắn cháu khỏi lắng của trắng xình. Mí nói nó hạc cản bách. Tốt bột là trắng mang quà. Tốt ba là trắng mang sai. Leo của trắng rú xít vườn tàu, cầu vườn tìm. Trắng hót mơ xình bếp hề nà. Tốt của mà trắng về lùi chai. Tốt hai trắng về lùi nhinh. Về lùi nhinh cái chân bàn lào. Về lùi chai trắng khảo bàn năm. Leo của trắng tắt sảy ma mừng, tắt buồn ma liêng. Cơ trắng liêng trắng sùng trắng trùng trắng nhớ, trắng nhớ piếng lung trắng sùng piếng bà, trắng mà piếng po piếng mẹ hà hơn. Lúc phật cha nó tuổi xíp xàm cho hô tắt pí, lúc phụ nhân có tuổi xíp chí cho hô tắt hừng. Tắt hừng là hừng sao xí, tắt pí là pí ở e sao sòng. Quần cha đi trừ vạn đạt nè, bảo nương trái của trắng báo bảy hay lòng à, bảo nương trái của trắng báo bảy ná lòng nọng, bảo nương trái của trắng báo liệp giảm đói én xài. Trên hết quần trái trắng sửa phạt hồ lúc qua, sửa phạt bá lúc này bảy cày hắc tuổi hết bảy lừa. Ai có trắng bò sắc xào mướn mùi của lại, xào mướn la bọt của lắm, phủ chăn bàn lào, phủ khao bàn bó. Hà bà sắc bọt khởi y, bớt chư chu, bớt thứ tà, bớt chư xà bớt thứ mưu ai sòn. Ai khá bò nòng chiên, ai có hái chở băn. Cái này còn trái thế bà, ấy nòng là nòng xài sườn. Ai, chú lắc cái trắng bò hiền phay cứ lê, giúp cày nó trắng bò hiền sửa. Phó hiền sửa làm nín chờ thấy, phó hiền chu kèm máy chờ trà, phó hiền xào nước lét chờ tàn, phó hiền chu nạp bản chờ nước lê lu cứ lê. Quần cha đây chả mất chả để nong, má bị đỡ sơn phát, bay sang đi chăn cò, má bị nằm sớ sơn hòm, bay sang đi chăn càn, hỏi tay bản háo lẩy kìm lường, tay mương háo lẩy kìm giòn tè na, nong là nong hùa chờ ai ơi, anh hai bà khai nì, lẩy phanh mới đâu, quần trai của trắng chiếc gạo là uốn nong sớ xiết cuồng hòm, bay sang hừng chứ lưng bỏ gióm con thả, lúc bay là bỏ hụ ai nhận bỏ sòn, ta cặt cung trong lò hát chim mi khẩu phù, trường bỏ lũ cặt hay do rú tìm mưa hao na, diệt sáng sư chi bình rú dưng chờ chầu. Thảo kẻ bỏng tặt báu cầu chiên, do phải riêng chúng tàng chứ không tặt tay, không té ải ở vầy sắc cô lệ nong, hấp cờ khớp trở dân bài mưu diệt ó, trắng sáng nà dơ dân phủ khó mấy bàng, thức trở lưng bó thàng hay na phường quàng, chớ nặng, ép cánh ải hóc bom sòng phải mưng trời tè na xuống hơi. Dạ vâng, thưa quý vị, và để có được ngày vui trọng đại như trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta không thể thiếu được ở những cấp bậc làm cha, những cấp bậc làm mẹ, những cấp bậc đấng sinh thành. Vâng, và sau khi thưa quý vị, và trên sân khấu cô xin được giới thiệu phái đoàn nhà trai có bố là Lường Văn Diêm và mẹ là Lường Thị Thoan, là song thân phụ mẫu của chú rể, cùng bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị, xin kính mời. Và quý vị có thể nổ một tràng pháo lớn để chào đón gia đình nhà trai. Xin mời quý vị và cùng với phái đoàn nhà gái có bố là Cà Văn Tiêm và mẹ là Lường Thị Tiên, là song thân phụ mẫu của cô dâu, và cùng được bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị, xin kính mời. Và quý vị chúng ta cũng nổ một tràng pháo lớn để chào đón gia đình nhà gái ạ. Xin là chúc bà mẹ phi nọ em nọ từng mới khỏi sáu tăng nà sáu vài trước sáng đời phụ với nó mới mới khỏi để soi chờ phép ải non bà mẹ thế cầu tiếng xít chúc phép xuống ý trăng dòng sáu đưa chăn xưa mẹ nắng tiền chúc phép xuống lang thành niên tuổi sòng sao sảm sao sáu bón phú già qua trắng bày hắc bày chờ nặng chầu lúc chầu tà mắc cụp mắc cu mắc xú hà phành tánh hơn đà rào ơn to bùn lúc nà bùn tà lướm lướm chè về cồm trắng sinh tiền hiền nà ở lưu làn hôm qua ai em po me liêng sùng trùng nhớ mất cha cây trong nhớ hộp bùn lung lan nhớ hộp bàn lương lửa nhím của trong dương biển sao trai của giáo biển báo sao bàn tờ của ý bàn sai lên trai bàn lừa còn lại bàn năm a ba bớt chư hỏng hắc lúc chân bớt chư hỏng thở lúc bánh bớt chư chưa mất lai xài mất kiểu của bà mới chưa năm đêm
lấy quá men leo lù lán của trắng tô sư ảo, lấy quá báo cánh xào leo lù lán của trắng tô sĩ im hà ai. Mà chưa khay, hó phu nòi lù tàn má phá, hó má nòi lù tàn má dài, sai phu trồng trắng lý chôn má kiều, có trắng nghiên quàng nằng phương chiền, nghiên riêng nằng phương sáp, nghiên khát nằng nghiên nòi cốp cả tắt tòng tè nào sơ bây. Hà bà ăn lùi phương bình hóm tàng đi, ăn mờ nhớ lời nòi những người hỏi có mẹ cửa cấy, hỏi lấy mẹ cửa mù, hỏi có phú có già kịp khẩu, xíp vì hính làng mà, xíp hạ vì làng ép sư sàn. Lúc phụ nhích các tuổi xíp phép vì phồm trắng sồn phê cầu, lúc phụ trai các tuổi xíp cỏ phiến làng phầy ép nghe, tờn to pha ta nét thèn to thướng. Lưu làn hóc của trắng lầy po cắn nàng bia mương, sướng cắn nàng bia bàn, tản nghe hăng cuồng trương, bùn hôm đèn, nén hôm hồng, song phái cần ổ mặc quén quát cần. Trai của nhà bầu số ai có anh, những của tốt sẽ ép, ép có bồn có anh sướng nặng. Mười nì, mang sáu hước trắng ảo cho phết lì xiềng, tả nai trắng sắt đèn sữa hà đèn phá xú, thở lưu làn hâu về đồi sông đồi thú, về cô sắc cô kim. Ăn đồi phương nắm tàng nì, chứ về đồi sắc đồi bếp bóng mới chơi là phẩy, về đồi sắc đồi cấy bóng mới chơi là xìa, về đồi phố miên bóng mới chơi là hàng, chứ họ cần tàu phẩm lành, chứ phách họ cần tàu phẩm lón. Chứ bỏ mẹ bị nói ếm nò, sáng ngày mưa đi cỏ mưa đi bếp chân mưa sẵn bếp chép của máu, sáng ngày nông phà cỏ thấy lắm nửa sửa đi bị hù kiểng, thóc cần mắt tủ mắt tôm lùa làn hâu cả ba máu. Từ mắc cõi so tăng nào so phải chưa so chú cả số mài số po số mè phò có cán hảo khăn mặn dưới này đâu chú phủ chú bố này nè. Dạ vâng, kính thưa quý vị, các tập thể cô chú chị trân trọng và kính mến, chim tung cánh loan tư mừng hạnh phúc hoa cười đón ánh nắng bình minh với đôi anh chị đẹp xinh đẹp bên lâu phường chúc mai một nhà họ hàng cô bác gần xa và để mừng hạnh phúc tảo tần cập kê và để chúc cho duyên thập mã kỳ trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay và từ đây đến tuổi thanh xuân, từ đây đến cuộc ân cần bên nhau, chắc quả cao là quả cao non, thân đất tròn tròn quả nó xinh xinh, để nàng về nàng ở với anh, yêu nhau cao sáu bổ thành cao ba, để trăng lên đỉnh núi hiền hòa, tình yêu của trẻ đẹp như là ánh bình minh. Dạ vâng, kính thưa quý vị, yêu và được yêu là một niềm vui lớn lao nhất mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi con người của chúng ta. Dạ vâng, kính thưa quý vị, yêu nhau vạn sự chẳng lề, 100 chỗ lịch cúc kê cho bằng. Diễn đằng một nẻo gió đưa, cùng nàng kết tóc xe tơ bây giờ, mà chứng minh thì lại có đất có trời. Mọi người cùng đến chúc lễ thành hôn và cùng chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và tới giờ phút này đây thì giờ vàng phút ngọc dây kim cương cũng đã chỉ và ban tổ chức chúng tôi cũng xin tuyên bố một câu rằng lễ thành hôn gia đình phước của bà trẻ chú rể Văn Đạt sánh diện cùng thì duyên thì chiên sánh diện cùng Văn Đạt xin phép được bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa được chứng kiến màn pháo hoa để bắt đầu cho buổi lễ thành hôn của bạn trẻ ta ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và hôm nay được cả sự nhất trí của chính quyền địa phương cho phép và được sự nhất trí của hai gia đình và cũng như sự hợp tình của bạn trẻ, và quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi đã bốn chút thời gian và ngọc của mình đến để chung vui cùng gia đình. Và điều đầu tiên cho phép MC sau này xin được giới thiệu phái đoàn nhà trai có bố là Lường Văn Diêm và mẹ là Lường Thị Thân, là song thân phụ mẫu của chú rể, cùng bước lên phía trước một bước và cúi đầu thật sâu và thay lời cảm ơn tất thể quý vị xin kính mời. Và quý vị cùng nổ một tràng tay lớn để cảm ơn chúc mừng cho gia đình nhà trai. Sau đó quý vị và cùng với phái đoàn nhà gái có bố là Cà Văn Tiêm và mẹ là Lường Thị Tiên, là song thân phụ mẫu của cô dâu, và cùng bước lên phía trước một bước và cúi đầu thật sâu và thay lời cảm ơn tất thể quý vị xin kính mời. Và quý vị chúng ta cùng nổ một tràng tay lớn để chúc mừng cho gia đình nhà gái. Và không thể thiếu được nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chú rể Văn Đạt sánh diện cùng cô dâu Thị Chiên, và cùng nắm tay nhau cùng bước phía trước một bước và cúi đầu thật sâu thay lời cảm ơn tất cả quý vị. Và quý vị chúng ta cùng nổ một tràng tay lớn để chúc mừng cho đôi bạn trẻ ạ. Xin chào quý thưa quý vị, và đến với lễ thành hôn của đôi bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay thì những cấp bậc làm cha, những cấp bậc làm mẹ, vâng, đó cũng có món quà để tặng cho hai con chúng ta ngày hôm nay. Và lời đầu tiên xin mời bố mẹ của chú rể ạ, và chúng ta cùng trao những món là kỷ vật, tuy món quà rất là nhỏ bé nhưng mà mang ý nghĩa rất là lớn và cần rất là thiêng liêng, phải không ạ? Dạ vâng, xin mời ạ. Và trên sân khấu cũng xin được giới thiệu gia đình chú Dân Phương
và gia đình bác Phương Linh, chúng ta cũng có món quà để tặng cho con. Xin gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Và thưa quý vị, còn đúng là công cha thì như núi ngất trời, mà nghĩa mẹ thì là như nước người người biển đông, một lòng thì thờ mẹ kính cha, cha tròn chữ hiếu mới là đạo con. Dạ vâng, đạo con thì chữ hiếu thì phải làm đầu, công cha nghĩa mẹ đời đời con ghi, chất tình là chữ chi chi, yêu nhau phải bảo đường đi lối về, hai ta đã chắc lời thề, đường xa rất lối đi về có đôi, đến đâu mình đứng ta ngồi. Xin mời quý vị và để kính lên cha đời mẹ của mình, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng nâng mỗi người hai ly để kính lên cha đời mẹ của mình. Cô dâu thì mời bố mẹ chồng và chú rể thì mời bố mẹ vợ đây ạ. Xin kính mời. Và quý vị ở dưới chúng ta cùng rót ra những ly rượu ở trên chén của mình đây ạ. Xin là chúc bà mẹ phiền em nọ. Sáng mùa này có mùa đi bếp chân mới sẵn bếp chép và máy. Và có bác xin về bản báo trà biển na bao ủ hay báo bài quái báo liêng. Nó có bốn bia bắp cằn mà chúc phụ chúc bùn sâu lưu sóng làn. Nó là bà mẹ nọ. Cái này khỏi sáu tăng nả sóng phái trước. Sắp đổi phí với nó về máy. Xúc khỏi đúng việc hơn xưa bà mẹ ơi. Bếp chén đảo khỏi hòm đừng. Khá số khá co, số po số mè. Sò chúc khẩu số po số mè. Áo cắn thảo ké mặn dưng. Ở dứt kiện khẩu lại na, dứt kiện bà lại nặng.
hơi lưu lạnh bày tối đến bỏ sàn yên kiến phương thứ sò quá mỡ sò thứ cần xúc ảo ả ý ai thơ cậu cần lớn khơi hảo hành khăn may dê bê bản nó lại tướng chờ bàn dê quán mức lại tướng chờ hù phủ đánh ca đánh khái lại tướng màn khòng phủ xu na xu nòng mít và tổ bầu liên lưu tàu hở nhớ sùng dao tài quá hắn pè lại hùa tài ngu nó pè lại lắm xếp pì nhé mới là nào sao pì nhé mới là sầy giết sần đi lầy chay sần đi pin giết kín phát tay mới nả mà mới nửa ông cần phải giết ra nát họ vẫn phải hoang phần ông cần giết thầy cà phê đó họ muốn muối ô tao ái quay phim mới lại nó chú phụ chú cố đấy đó xin đọc về được quý vị một phút ạ chúng ta cùng đứng lên được không quý vị ba mẹ ông cái nào tấn công này bóng ba mẹ ơi và chúng ta cùng đứng lên được không ạ xin đọc ba mẹ ông cái nào tấn công này lâu là đâu ạ cờ trắng mà trắng khẩn trắng mặn trắng dữ lòng cắn đấy ba mẹ nó cái là tướng cười đấy ba mẹ ơi và chúng ta cùng đứng lên là và sau này sẽ là người bắt nhịp và chúng ta cùng hai ba rô hai ba uống và hai ba chúc một ngày phúc đâu ạ quý vị ơi tiếng to hơn nữa đâu ạ quý vị ơi hai ba hai ba hai ba chúc một ngày phúc hai ba ầu mắc kín thời chiến đại đâu nữa đi sớm này tết tao là cần phải nhìn vé sổ số đó lẻ tỷ xong tỷ sao đại đâu nữa vâng hai bên gia đình chúng ta cùng cạnh ly nha cứ để lùi lại một bước về vị trí của mình đã về vị trí của mình và chúng ta cùng cạnh ly nhau một lần nữa chúc mừng hai bên gia đình từ đây đã có dâu hiền và dì thào và chúc cho đôi vợ trẻ chúng ta ngày hôm nay trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê và sống bên nhau tới khi đầu bạc răng long. Và tiếp theo chương trình xin mời cô dâu và chú rể của hai gia đình chúng ta cùng cầm mỗi người một ly để trở về từ bàn tiệc cưới để cả một quý khách chúng ta ngày nay xin kính mời.